Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong video bài học tiếp theo. Và trong bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ các anh chị một câu chuyện và kết luận các cái yếu tố thành công cho việc là telesale, cross sale thành công. Đầu tiên là chúng ta phải hiểu cross sale là gì. Cross là bán chéo, đúng không ạ? Cross sale là bán chéo, upsell là bán thêm. Upsell tức là như này, bạn đang dùng gói 90.000, up lên gói 120, đấy là upsell. Ok, bạn đang mua một cái sản phẩm như này, mua thêm, đấy là bán thêm. Còn bán chéo là như thế này, bán chéo là bạn đang sử dụng dịch vụ này, bạn có thể sử dụng thêm dịch vụ khác. Bạn đang mua sản phẩm này, bạn có thể mua thêm sản phẩm khác, đấy gọi là cross sale. Và câu chuyện là tôi cũng chia sẻ câu chuyện thật của tôi thôi. Trên mạng thì cũng có rất là nhiều các câu chuyện các bạn có thể tìm kiếm, nhưng mà tôi thì luôn muốn chia sẻ những câu chuyện thật của tôi trải nghiệm với tư cách là một chuyên gia về marketing, quảng cáo, bán hàng và kinh doanh, cũng là một chuyên gia đào tạo và nhà nghiên cứu. Thì tôi được mời chào một cái gói dịch vụ TV Box, tức là truyền hình trả phí cho gia đình. Đầu tiên thì tôi sử dụng mạng Internet của cái thương hiệu A. Tôi không muốn nói cái thương hiệu A đấy là thương hiệu nào, tránh cái việc là nghĩ rằng là PR hoặc là ảnh hưởng đến thương hiệu của họ. Ok, tôi lắp một cái nhà mạng. Các bạn biết rồi, trên thị trường thì có thể có Viettel, có FPT, có VNPT, rồi CMC gì gì đấy, có rất là nhiều đơn vị mạng. Thế thì tôi cứ gọi là đơn vị A. Tôi lắp mạng của họ, ok, không có vấn đề gì cả. Vào một ngày đẹp trời thì nhân viên sale của họ ở một cái bộ phận là bán cái sản phẩm TV Box, tức là cái gói dịch vụ truyền hình trả phí, họ gọi điện cho tôi. Và em chào anh Phan Anh, em là B, em ở công ty A. Bên công ty em là nhà cung cấp cái dịch vụ Internet cáp quang cho anh. Và em được biết là anh đang sử dụng cái gói này, gói này, gói này, đúng không? Và hôm nay thì em rất là mong muốn được giới thiệu với anh một cái dịch vụ là TV Box, tức là truyền hình trả phí. Không biết là nhà anh Phan Anh đã sử dụng cái dịch vụ này chưa? Rồi, anh đang dùng, rồi anh đang dùng của thằng này. Không biết là anh có muốn, có nhu cầu đổi hay không? Anh có không hài lòng gì về cái dịch vụ anh đang sử dụng hay không? Của cái truyền hình mà anh đang sử dụng ấy. Tại vì tôi đang sử dụng một cái truyền hình khác rồi. Chứ chẳng tránh nhẽ nhà tôi không có truyền hình, đúng không? Thế thì tôi nói là anh dùng cũng ok, nhưng mà anh thấy bên này hơi ít phim. Rồi, bạn này mới phát hiện ra là ít phim, đúng không? Keyword ít phim. Bạn nói là ở bên em này, cái hãng của bên em là có rất là nhiều kênh phim này, có hàng chục kênh phim này, rồi anh có thể xem phim theo yêu cầu này, anh có thể thích phim nào anh bấm vào đấy là anh trả tiền là anh mua. Thế bảo thế mỗi một phim này đắt hay rẻ mà nó rất là rẻ, có rất nhiều phim mà em miễn phí, có phim thì anh phải trả phí, nó cũng rất là rẻ thôi. Lúc đấy là bắt đầu bạn ấy tư vấn, bạn ấy giải quyết các cái vấn đề, các câu hỏi, các lo lắng của khách hàng. Thế thì tôi cũng đang sử dụng cái dịch vụ truyền hình của một cái đơn vị khác. Nhưng mà thực sự mà nói thì tôi cũng chưa hài lòng, bởi vì tôi rất là thích xem phim ở cái kênh ấy của họ. Rất là ít kênh phim. Đó, thế là cái bạn sale đấy, bạn ấy bắt được cái keyword đó và bạn ấy xoáy vào. Sau đó tôi cũng chưa muốn thay, bởi vì thay nó mất công mất việc lắm. Đấy là cái trở ngại mà bạn telesale hoặc là nhân viên sale sẽ phải vượt qua, đúng không? Và nói là anh ơi, bên em này có chương trình khuyến mại này, anh được lắp miễn phí này, anh được miễn phí 6 tháng này, bây giờ anh đóng cho em 1 năm từng này tiền này, mỗi một tháng này chỉ có từng này tiền thôi, là rất là ít, 1 năm anh đóng từng này tiền này, thì anh sẽ được miễn phí đầu thu toàn bộ này, miễn phí lắp đặt này, rồi anh sẽ được miễn phí 6 tháng truyền hình này. Tôi nghe thấy nó bùi tai quá, bởi vì cứ miễn phí nhiều là tôi thấy nó bùi tai. Và tôi tin rằng tất cả các khách hàng cũng như vậy, đúng không? Thế tôi mới ok, tôi đồng ý. Thế là sau đó thì bạn nói là vâng, thế thì em ghi vào đây nhá, là anh Phan Anh đồng ý lắp nhá. Ngày mai là nhân viên kỹ thuật ở bên em sẽ đến tư vấn nhá, sẽ hẹn lịch anh nhá, sẽ qua nhà lắp thiết bị cho anh nhá, nhà anh ở địa chỉ này, địa chỉ kia nhá. Anh cho em biết là chỗ lúc nào nhá, vào khi nào thì tiện nhá. Hỏi han hết các thông tin chi tiết để chuyển toàn bộ cái đơn hàng này cho kỹ thuật. Và lần này thì bên kỹ thuật đã làm thành công. Họ qua họ lắp một tí ti, họ kéo họ bật lên thấy truyền hình ngon lành rồi. Thế là sau đó là cái đơn hàng đấy là hoàn thành, finished và done, tức là thành công. Ok. Thế thì bây giờ ta sẽ quay lại với cái lý thuyết là làm thế nào để cross sale, đúng không? Thì thứ nhất, muốn cross sale được thì bản thân
các cái doanh nghiệp và các cá nhân, những người làm kinh doanh thì đã phải đang cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ gì đó cho khách hàng của mình rồi. Muốn làm cross là phải có rồi, đúng không? Up cũng như vậy, cũng phải là có cung cấp dịch vụ gì đó rồi. Chúng ta biết chính xác thông tin, địa chỉ rồi các cái nhu cầu của khách hàng. Sau đó thì chúng ta phải suy nghĩ về một cái chương trình bán hàng, một cái chương trình khuyến mại, một cái chương trình mà chúng ta phải trả lời ra câu hỏi: nếu khách hàng chưa có dịch vụ mà ta đang sắp bán thì sao? Nếu khách hàng đã có rồi thì sao? Nếu có rồi khách hàng rất yêu thích thì sao? Nếu có rồi khách hàng chưa yêu thích thì sao? Chúng ta phải đề ra nhiều kịch bản để cái người làm telesale, người ta gọi đến với bất kỳ một cái kịch bản nào, họ cũng đều có phương án để tư vấn được và tư vấn thành công và chốt được đơn hàng cho khách hàng. Và trong trường hợp này của tôi, đấy là trường hợp mà khách hàng đã có dịch vụ, đang sử dụng dịch vụ nhưng mà cũng có nhu cầu đổi vì họ chưa hài lòng, đúng không? Họ bắt đầu là quánh vào cái khuyến mại, quánh vào cái quà tặng, quánh vào cái dịch vụ tốt hơn, quánh vào cái nhiều phim hơn, giả sử như thế. Và họ đã thành công và tôi đã sử dụng dịch vụ của họ trong mấy tháng nay, thì tất nhiên cũng có những cái chưa hài lòng, ví dụ thỉnh thoảng nó vẫn hay bị mất mạng, nhưng mà trừ những lúc đấy ra thì tôi nghĩ là được, bởi vì khách hàng người ta cũng mua rồi, người ta cũng thấy là ok là được, trừ khi là nó tậm tịt hoặc nó kém quá đấy. Thứ ba nữa, các bạn muốn cross sale được là các bạn phải có cái phần chốt đơn thành công, ghi các đơn hàng rõ ràng ra, và sau đó các bạn phải kiểm soát cái bộ phận bán hàng sau đó. Trong trường hợp này là các bộ phận kỹ thuật, lắp đặt rồi thì thu tiền, thu năng vân vân. Và các bạn sale, tele sale là các bạn phải kiểm soát cũng như là liên tục gọi điện thúc đẩy và cảm ơn khách hàng. Và sau đó thì khách hàng thành công. Quay lại với chính cái sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp của bạn đi, của anh chị, của đang làm đi, thì anh chị hãy suy nghĩ về việc là bây giờ mình đang có sản phẩm này, liệu mình có thể upsell được hay không, và liệu mình có thể cross-sell được hay không. Nếu mình upsell được thì mình gọi upsell, còn nếu mình cross-sell được mình gọi cross-sell, nhưng mình phải phân tích được khách hàng, mình phải phân loại được khách hàng, và mình phải nhìn ra nhu cầu, mình phải có các kịch bản bán hàng, phải có các chương trình, sẵn sàng phải tạo phễu, sẵn sàng phải giảm giá để lấy khách hàng trong thời gian đầu, thì cái việc telesale nó mới thành công được. Bởi vì cái telesale mà trong trường hợp upsell, cross-sell này tôi nghĩ nó khá là dễ, bởi vì chúng ta đã có những cái mối quan hệ, mối liên hệ và cái thông tin khách hàng khá là tốt. Chúng ta có những keyword mà khi gọi là người ta sẽ nghe và người ta sẽ dành thời gian ra để cho chúng ta tư vấn. Và nếu người ta đã dành thời gian ra tư vấn thì thường là chúng ta sẽ tư vấn thành công nếu chúng ta có sự chuẩn bị tốt. Ok, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chúc các anh chị thành công và mong muốn rằng là các anh chị đã rút ra được bài học và kinh nghiệm cho bản thân mình. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.